Tình hình là bây giờ là những chú vẹn vẹn của tôi sẽ đại chiến tiệc trò chơi nha các bạn ơi. Rồi tôi đi luôn, tôi đi bên đây luôn. Đúng rồi. Không. Ừ. Rồi hai người đi hai con đường khác nhau các bạn ơi, một xanh một đỏ. Có vẻ như bạn né đang đi nhanh hơn thì phải. Rồi thôi xong rồi, bạn né đi nhanh hơn một bước các bạn à. Ui giời, cố lên nè. Cố lên nha mọi người, quân đội dẹp dạng của chúng ta phải giành chiến thắng nha. Quân đội dẹp dạng của chúng ta vô hồi nào. Blasibu. Trời ơi. Các bạn ơi, trời ơi các bạn thấy không? Trời ơi vẹt quá trời vẹt luôn các bạn ơi. Trời ơi nhìn nè. Trời ơi quân đội vẹt các bạn mà vẹt vàng hết nha trời. Ờ có một vài ông vẹt xanh ở đây thì không nói nha, còn có mấy ông là không bắt đồ luôn. Trời ơi, có vẻ như là bây giờ cái gói vẹt đang giảm giá cho các bạn à. Cho nên đi đâu tôi cũng gặp vẹt các bạn à. Thì bây giờ tôi sẽ dắt cái đội quân gọi là vẹt vàng của tôi này ra ngoài đường nha các bạn. Để xem thử mà khi người chân ở ngoài mà thấy ngoài là nguyên quân đội vẹt vàng của tôi, mọi người thấy bất ngờ mà. Chứ tôi là mới giờ tôi thấy là giật mình rồi đó ha. Chào đi quân đội vẹt vàng của tôi, chào đi mọi người, chào. Ôi trời, lát mấy điều. Lát quá trời lát các bạn ơi, trời ơi cái gì chào quá trời chào. Ok nếu các bạn mà muốn trở thành một trong những ông vẹt vàng như thế này ở trong nhà tôi và lên cùng video của tôi nè, đừng quên tham gia ngay group trên Facebook Fandom Battle Gather nha mọi người. Còn bây giờ tôi sẽ dắt đội quân vẹt vàng của tôi ra ngoài để thử lòng người lạ nha các bạn. Ok trong lúc chờ gọi là binh đoàn gọi là vẹt vàng của tôi tập hợp thì tôi sẽ đi mua một bộ đi nha các bạn. Thì mua như thế nào thì các bạn vô cái phần cửa hàng nè, ngay cái phần mà cơ hội đặc biệt cuối tuần nè, đó các bạn kéo dưới đây nè các bạn ơi. Còn đúng 17:09 nha, các bạn nên mua ngay nha các bạn ơi. Bây giờ chỉ có giá 20 kim cương, màu xanh hay là màu vàng thì nó cũng 20 kim cương nha các bạn ơi. Và hiện tại tôi đã mua cái gói này rồi, tôi cho các bạn xem nè. Đây nha các bạn ơi. Ok nha, rồi tôi cũng trở thành gọi là làm trong là những binh đoàn quạt vàng rồi nha mọi người. Rồi nha các bạn ơi, hiện tại là quá đông rồi các bạn ơi, cho nên cái hàng tôi bây giờ đủ 20 người, không kéo thêm được nữa. Ủa một đống các bạn à. Thôi bây giờ mình sẽ đi hành quân nha các bạn ơi. Hành quân khắp thành phố Vlaya để xem mọi người phản ứng. Trời ơi, trời ơi, dẹp vàng ở đâu ông lạc ở đây. Ơi bạn cho tay ơi, vô hàng nè. Trời ơi các bạn này mới đi đâu lạc ở đây. Rồi có một ông vẹt xanh ở đâu ông đứng đây các bạn à. Thôi chịu luôn thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi ra cái khúc này nha các bạn. Ok ok. Ở kia có một đống cư dân đang ngồi đang tám chuyện nhau các bạn à. Đó. Ủa các bạn Fly ơi, các vẹt vàng đâu lạc đây nữa các bạn à. Hello bạn Mia Ski nha. Hello. Hello. Ok các bạn ơi, chào binh đoàn của tôi quá trời là quá luôn các bạn. Cái gì mà. Ok. Trời ơi mấy bà này bà đang hoang mang chết. Ủa dẹp ở đâu ra mà nhiều dữ vậy trời, mà sao xâm chiếm luôn cơ hội lên da các bạn à. Đây tôi sẽ phóng to cho các bạn xem ha. Kìa kìa kìa. Có ông Binzo đang chụp hình các bạn. Trời ơi lại chống chụp hình luôn kìa. Quá trời luôn các bạn ơi. Trời ơi nhìn từ trên cao nè. Trời ơi một nùi cho em vô nữa. Rồi à, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. Quá trời luôn các bạn ơi, quá là trời. Ủa hình như là trong đây hình như là toàn binh đoàn dịch vàng của tôi, còn mấy cư dân khác tôi không thấy luôn các bạn à. Rồi tôi thấy có ông gì ông đang nhảy kìa, đâu lại hù ảnh. Ok da, ông thấy không? Ông thấy da, thấy tụi tôi kìa không? Ok, ông chạy rồi. Ủa rồi, ở đây mình sẽ bắt cóc ông cây da này nha các bạn ơi. Ui sợ quá. Ông cây da ông sợ quá, ông chạy qua bờ biển luôn các bạn à, thôi chịu rồi. Ê, ở đây có một ông dịch xanh, dịch xanh vô đàn không dịch xanh đây. Ở đây dịch vàng nè. Tìm kiếm đồng đội. Ủa trời ông dịch xanh mà sao bịt khẩu trang dữ vậy? Thì tôi xin thông báo nha các bạn ơi, tình trạng là tụi tôi bây giờ đang đứng xếp hàng để chích vaccine Covid cho các bạn. Cho nên các bạn cứ yên tâm, đây là mấy em vẹt của tôi là đứng xếp hàng khá là ngăn ngắn các bạn à. Mọi người cách nhau đâu đó cỡ 1 mét để tránh bị lây nhiễm các bạn ơi. Đó, ôi trời ơi, trời có bà nào đang xem TikTok nữa đâu, nguyên một hàng rồi. quá trời vui quá các bạn ơi. Trời đúng là gọi là chủ nhật cuối tuần nó khác, em bị lát thôi, rồi bà này bị lát luôn thôi chịu rồi. Tình hình là bây giờ là những chú vẹt vàng của tôi sẽ đại chiến tiệc trò chơi nha các bạn ơi. Để xem thử là binh đoàn vẹt vàng của tôi và những người mà gọi là bên ngoài, xem thử ai sẽ giành chiến thắng nha các bạn ơi. Rồi thì bây giờ tôi sẽ ra dấu hiệu cho gọi là các binh đoàn dịch vàng của tôi là vô cùng lúc nha các bạn. Tôi sẽ đếm 3, 2, 1 ha. Nhưng mà trước khi chúng ta bắt đầu trận đấu nè, các bạn hãy cổ vũ cho gọi là binh đoàn vẹt vàng của tôi bằng cách là thả lên một nút like và một nút đăng ký nha các bạn. Để tôi lại lấy cái động lực để tôi chiến thắng ha. 3, 2, 1 rồi, ở chưa chấm 1, 1, 1 rồi tôi bấm tiệc rồi, mấy bà kia bấm lẹ lên vô nè. Ủa sao có 16 người vậy, có mấy người bị văng đâu các bạn, thôi chịu rồi. 1, 1, 1, 1 vô. Trời ơi 20 chú dịch vàng của tôi vô lẹ đi, hết slot bây giờ vô lẹ nè. Rồi hy vọng là những bạn dịch vàng còn lại chúng ta sẽ gặp nhau ở gọi là một vũ trụ nào đó ha. A few minutes later. Rồi ủa gì vậy? Ủa cái phòng bị gì các bạn ơi, không chịu rồi. Cái gì mà không mà sao nhồng nhồng vậy là sao ta? Ê tình trạng là chết rồi các bạn ơi. Có vẻ như binh đoàn tôi đông quá hay sao mà bây giờ là tôi bị bỏ rơi đây. Đội trưởng đội dịch vàng đã bị sắc lạc, gọi là các anh em cùng thuyền chí hướng rồi. Mấy bà còn lại đâu hết rồi các bạn ơi, không chịu luôn rồi.
Rồi các bạn ơi, sau một vài biến cố gọi là đội trưởng đội dẹt dạng bị ám sát các bạn ơi, thì bây giờ chúng tôi đã tập hợp lại các bạn ơi. Có một số ông dẹt đã được xin họp rồi. Thôi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tiền luôn nha các bạn ơi. Chơi thôi mà sau nhiều biến cố thế rồi. Quân đội dẹt dạng của chúng ta vô thôi nào. Ôi, map đầu tiên mà đội dẹt dạng của tôi gặp đó chính là đua tốc độ sa mạc các bạn ạ. Thì màn này hy vọng là 20 chú dẹt của tôi là sẽ cố gắng hoàn thành nha. Tôi tin lắm các bạn ơi, không sao. Quân đội mình mạnh mà. Trời ơi, dẹt không các bạn ơi, khó chịu. Ở đâu mà dẹt quá trời dẹt, tôi nghĩ là mấy người kia chắc hoảng lắm á. Trời ơi, mấy phản ứng mấy người trong tay mà thấy quân đội dẹt ở đâu quá trời chắc luôn sẽ chết đúng các bạn ạ. Không sao. Bây giờ quân đội dẹt của mình là ít nhất là giành 20 cái tốc đầu tiên ha. Trời ơi, chuẩn luôn nè. Đó, đội trưởng đội dẹt vàng đang rồi đi gần đầu ha. Trời ơi, bà Yumi rồi, thôi xong rồi. Sao có mình đội trưởng đội dẹt vàng đi đâu vậy? Bà kia đó hết rồi. Ok. Sao có mình tôi đi đâu hết trời? Không sao. Tôi sẽ không làm mọi người thất vọng đâu. Đội trưởng đội dẹt vàng sẽ về đầu tiên. Rồi, tôi về đầu tiên các bạn ơi. Rồi. Dẹt vàng về thứ hai. À, có một người ngoại tập các bạn, là một người ngoại tập hạng 4 nè. Cũng đỉnh ha, nhưng mà dẹt vàng mình vẫn là vô địch nha mọi người. Rồi, cô lấy là một trong những thành viên mình phải lấy hạng 1 ha. Rồi, hiện tại là tôi thấy tôi thấy cái bà có cái đằng đô màu xa lá nè, bả đang hoang mang bả nhìn con dẹt ở đâu mà nhiều dữ vậy. Tôi chịu các bạn ơi. Trời ơi, dẹt lắm dẹt vậy nữa chứ. Ảo thật đấy. Bà Ninjon bả hoảng các bạn à. Quá trời dẹt luôn. Ở anh Bedio các bạn đã mới nhận ra tôi nè. Ồ, round thứ hai là đua trước đại giờ 02 nha các bạn ơi. Ui, cái màn này tôi nghĩ là chắc một số là chú dẹt của tôi là sẽ nằm lại đây. Tại vì tới cái chỗ mà ngã ba kia hơi bị khó các bạn à. Rồi nha, bình tĩnh nha. Ôi, bình tĩnh. Đi từ từ nha. Ôi, cú này là không cẩn thận là gọi điện vàng chúng ta bị bỏ lại ha. Rồi, đi bên đây nè. Bây giờ đội trưởng đội vàng sẽ dẫn dắt ha. Đi bên hướng cục thứ ba cho tôi. Cục ba. Ủa dạ, cục hai thôi chịu các bạn ơi. Cục này cục hai luôn à. Ôi trời ơi, thôi chịu rồi. Cục một. Vậy là cục cuối cục nào đây? Cục một luôn. Thôi chịu rồi. Cố lên binh đoàn dẹt coi, chúng ta đừng để này bỏ lại nào. Tuy chứ tướng chúng ta mà hơi mập mập tí nhưng mà vẫn đi các bạn nha. Trời ơi, mấy bà dẹt mới dãy ra, trời ơi, bay lên mới dãy quá trời dãy các bạn nha. Ui, có ông W net kia chơi ghê các bạn nha, chơi đỉnh với cái trưởng ra. Ui, điên tắc luôn kìa. Để tôi sẽ điên tắc không làm mọi người thất vọng đâu. Trời ơi. Rồi thôi xong rồi, tôi đạp chính bà nào rồi. Ui, rồi, tôi lên được rồi. Ơi, vậy tôi hạng nhất luôn nè. Ok các bạn ơi, may mắn sao mà mình đi gần cuối mà cuối cùng mình lên được hạng nhất các bạn nha. Ảo thật đấy. Rồi, để tôi lấy thêm một cái hạng nhất luôn. Ui, hai cái hạng nhất liên tục nha các bạn. Ui, quá là may mắn luôn. Ui, các bạn này tôi nghĩ là sẽ tiêu diệt gọi là cái hạm đội quân dẹp của tôi nè. Mày thấy chưa, ghê lắm các bạn à. Tôi phải cố gắng dẫn dắt quân đội dẹp của tôi chiến thắng mới được. 2k follow múc bạn bè đi cái gì vậy? Trời ơi, ăn luôn cái tôi thôi chịu. Ôi ôi, round thứ ba là khám phá mê cung các bạn à. Trời ơi. Chúng dạt vàng ơi, chúng ta có đèn chúng ta soi đi cho kỹ nha. Chúng ta phải theo nhau nha, chúng ta đừng có lạc nhau nha. Hiện tại theo như tôi thấy là chỉ còn đâu đó cỡ 3 dân thường trong đây thôi, còn lại là quân đội của chúng ta hết đó. Nói chung là còn sống khá là nhiều người các bạn à, cũng vui. Ê, cố gắng. Ê, đi đây nè mọi người, đi theo tôi. Đội trưởng đội dạt vàng dẫn dắt là đúng rồi, đi theo tôi. Rồi, thầy. Sao, đi lại mọi người, đi lại. Vẫn xa lối thì chúng ta đi lại thôi, có gì đâu. Xa lối hơi nhiều ha. Ê, nó xa nữa. Thôi chịu các bạn ơi. Rồi, cố gắng đi bình thường cho mọi người, không sao ha. Ta sẽ cố gắng vượt qua được thử thách cùng nhau mà. Có quân đội dẹt vàng chúng ta mà lo gì đúng không? Đó, tôi thấy có Fly bảo Yumi rồi mới về gần tới đích luôn hay sao kìa. Đi theo mọi người bên đây nè. Đi theo tôi nha, coi chừng bị lạc ha. Có gì đâu đó. Xa lối hơi nhiều ha. Ở đây. Rồi, tôi vô. Rồi, tôi vô nha. Rồi, ở trong đây có một bà dân thường, bà béo bây giờ. Ui, ông W net lại có đây nữa nè. Ui, vậy hai người này chơi đỉnh với cái trưởng các bạn rồi, xong luôn. Rồi, để tôi xem thử còn bao nhiêu ông vẹt ha. Rồi, vẹt đi khá là nhiều nha các bạn ơi. Ở cái tập này vẹt đi khá là nhiều luôn. Rồi, ra thứ tư là cuộc đua sân thượng các bạn à. Liệu chúng ta vẹt thường thường là chúng ta sẽ trên trời, nhưng mà lần này là trên sân thượng chúng ta đi có nổi. Ok các bạn, đừng quên để làm một đăng ký và một like ủng hộ quân đội Việt của chúng ta giành top 1 nha mọi người. Hiện tại đang tới đích gần cái đích rồi. Rồi, cố gắng ha, chín người. Ôi trời, ông nào đẩy tôi vậy? Ông đẩy tôi. Ông Yumi. Trời ơi, bà Yumi ơi, sao mà đẩy tôi vậy? Hơi nhọt. Bình tĩnh nè, lên nè. Thôi chịu rồi, cuộc này đi bộ không cần nhảy. Đúng rồi, đi bộ luôn. Đi qua đây bộ. Rồi, không cần nhảy. Rồi, đi bộ luôn các bạn ơi. Bình tĩnh ha. Ơi, có chừng đèn nó chiếu nha. Đèn chiếu thằng này dẹt thui luôn á. Chứ không phải là dẹt vàng nữa nha. Bên đây. Ê, có cái đèn phía trước đi không được. Dừng đi. Dừng, an toàn là bờ. Rồi, tôi đi bên đây luôn. Đúng rồi. Tôi đi theo bà này. Rồi, ok, hiện tại là mình đang ở vị trí thứ hai nha các bạn, sau ông Net nha. Ông Net này vẫn chơi rất là ghê nha các bạn ơi, có vẻ như là cao thủ mà lộ mặt các bạn ơi, chứ không phải giấu mặt nữa. Rồi. Ui, bà Beo mới về luôn nè. Trời ơi. Ơi, trời ơi, bà Beo. Trời ơi, bà Beo mới tiếc vậy. Trời ơi, mình đất cố lên, mình đất ơi, mình đất. Ừ. Rồi, trời ơi, trong này cứ múc mang mẹ đi hoài mà sống vô. Ông có động múc mang tôi hoài mọi người à. What the hell? Rồi, còn mấy ôi dẹt không rồi. Ui, bà Ni Yon về luôn nè. Ui, bà Beo về luôn.
ôi slot cuối cùng là cho bà Mel hơn, tại vì bà Mel mới chơi hay các bạn, mà xui mới là phút cuối. Rồi theo như quân số mà tôi tập hợp là bây giờ là quân đội thường dân chúng ta vẫn còn 3 người các bạn nha. Còn đâu đó là khoảng đâu đó là 6 ông vẹt ha, 6 đấu 3 nha các bạn. Đảo thứ 5 là quay quay. Ui cái round này là khó nha bạn, cái round này không dễ ha. Cái quay quay 1 thì nó dễ, còn quay quay 02 này nó hơi bị khó luôn các bạn nha. Cho nên cái này là tôi phải tập trung hết sức nè. Tôi mà giờ tôi mà gãy cánh là coi như là mệt luôn đó. Phải cố gắng nha các bạn ơi, cố gắng ha. Rồi rồi đi thẳng. Chị kia chúng ta là cứ đi thẳng mọi người ơi, cứ đi thẳng nha. Không cần biết đất trời như thế nào mà cứ đi thẳng. Cố lên. Ừ. Đâu. Ở đây nè. Đây. Qua không? Ừ. Ở luôn. Ấy, trời ơi, cái gì mà tông dữ vậy? Bị hú hồn luôn các bạn à. Bên đây để được. Rồi, bên đây. Rồi. Ok lên nè. Kiên cố lên Kiên ơi. Cố lên mà Kiên. Rồi, ok là hạng 3 nha mọi người. Vẫn vô được vòng trong ha, hơn ha. Rồi Minh Đức lẹ. Rồi ok, còn hai slot cuối cùng không biết cho ai đi ta. Ý em hy anh, hy mọi người nha, trong đây sao mà ký, tí nữa anh ký nha chú My. Cố lên chú My. Rồi. Go soon. Rồi ok luôn. Theo như bây giờ tôi cập nhật nha các bạn ơi, hiện tại là chỉ còn duy nhất là một bản nét thôi. Một đấu năm nha các bạn ơi, liệu anh ấy có giành chiến thắng không ha. Rồi map cuối cùng là map phi vụ ngược ngục nha mọi người, không phải cuối cùng. Map này có thể là cuối cùng của ông kia nếu mà nhổng đi ha. Rồi ok ha, một đấu năm nha mọi người. Năm đấu một mà đấu không lại nữa là hơi mệt đó nha. Cố lên nha mọi người, quân đội dẹp dạng của chúng ta phải giành chiến thắng nha. Mang danh dự này cho chúng ta nào, cố lên mọi người ơi. Đâu, à đây, ông kia mà đây, ông đi đây. Cẩn thận nha Kiên, coi chừng đi nha Kiên. Cố lên, đúng rồi, cố lên nha. Ôi. Trời, sao tôi cho ông kia không đi đâu. Ông này ông chơi ghê các bạn ạ. Ông này ông biết chích nè. Cho nên tôi sẽ đi theo ổng ha. Tôi sẽ áp sát à. Yumi áp sát cho ông này với anh Yumi. Được rồi. Anh áp sát. Tập hợp áp sát ở đây nè. Rồi đứng kế ổng nha. Thôi đi, cái gì là gì ổng vô luôn ha. Rồi cẩn thận nha gấu Sunny, cẩn thận nha em ơi. Trời ơi. Giờ cái này là chúng ta phải an toàn này trên hết nha các bạn ơi. Cái này là dễ đi lắm, có khi là đi hết luôn nguyên quân đoàn của chúng ta luôn đó. Cho nên chúng ta phải cẩn thận ha. Ê, tôi chừng bị đụng nữa nha. Ông Minh Đức ơi, đứng im từ từ nha. Ê, có vẻ như là chỗ này an toàn các bạn. Ê, vừa mới nói xong, trời ơi, không chịu hết. Mất một giọt các bạn ơi, vừa mới nói xong là mất một giọt luôn. Đúng là không nên nói trước điều gì các bạn ơi. Thôi bây giờ là còn 20 giây nha các bạn ơi. 20 giây còn 4 mạng ha, cũng khá là an toàn. 15 giây nè. Ê, nó vô. Trời ơi, Minh Đức mất một mạng rồi. Anh Medi còn mấy tim hả? Anh còn 4 tim. Anh còn 4 tim, anh ổn. 4 nè. Anh ổn nha. Rồi, có gì anh sống sót rồi đó. Bây giờ là còn 4 người nha các bạn ơi, có vẻ như là một đấu ba rồi. Rồi nha các bạn ơi, bây giờ một đấu ba ha. Rồi bây giờ cố gắng nha mọi người, ba vẹt vàng với gọi là một ông áo trắng. Cố gắng nè. Ui cửa di động mà round thứ 7 luôn rồi nè, chơi khá là căng thẳng nha các bạn ơi. Tới round thứ 7 luôn rồi, quá là kinh luôn nè. Rồi cái màn này chúng ta sẽ lấy ra hai người ha, vậy chắc chắn là phải top 1, top 2 rồi. Mình phải giành một trong hai top đó nha các bạn ơi thì mình mới vô được vòng trong ha. Còn không có khi là mình sẽ bị lội luôn nha các bạn ơi. Cho nên bây giờ là rất là ghê nha các bạn, phải cẩn thận ha. Chơi phải sử dụng đâu đó là 100% bộ não của mình luôn nè. Rồi bên góc này đụng cái nhả ra nè. Nhả ra nè, rồi đi luôn. Ừ, bên đây nè. Bên đây, ừ. Dẫn cho ai lọt các bạn nha, dẫn khá là ghê. Rất là kinh khủng ha. Nói chung mọi người chơi tới vòng này là điều nói chung là điều rất là hay rồi còn mọi người à. Cho nên bây giờ là chúng ta phải dựa vào sức mình ha. Rồi qua đây nè, ừ. Tôi vô, trời ơi thất bại rồi các bạn ơi. Thôi chịu rồi. Tôi thua rồi các bạn ơi, nhưng mà không sao. Vẫn còn một ông vẹt vàng đó chính là Minh Đức nha các bạn ơi. Thì bây giờ tôi sẽ ngồi tôi cổ vũ ông thôi, tôi ngồi bình luận luôn nha các bạn. Cố lên nha Minh Đức, anh tính em làm được. Rồi ván cuối cùng là đua trứng ngại vật 01 luôn nha các bạn ơi. Là một trong những màn trứng ngại vật đầu tiên của chúng ta trong game luôn. Rồi hy vọng là Minh Đức của chúng ta sẽ gọi là lập công nha các bạn ơi. Các bạn hãy cùng tôi cổ vũ cho bạn Minh Đức là giành top 1 nha các bạn bằng cách nút like và nút đăng ký ha. Minh Đức ơi, cố lên. Rồi, bây giờ tôi sẽ theo bước chân của Minh Đức. Có vẻ như là ông Minh Đức đang đi rất là đều so với ông Nét ha. Rồi đừng có bị lọt nha Minh Đức. Cố lên Minh Đức. Rồi hai người đi hai con đường khác nhau các bạn ơi, một xanh một đỏ. Có vẻ như bạn Nét đang đi nhanh hơn thì phải. Rồi thôi xong rồi. Bạn Nét đi nhanh hơn một bước các bạn nha. Ui giời, cố lên nè. Rồi. Cố lên Minh Đức ơi, đừng sao đâu. Cố bình tĩnh thôi. Sống bình tĩnh là chúng ta sẽ vượt qua được hết mọi thử thách ha. Cố lên Minh Đức. Rồi. Trời ơi, mấy đang đi rất là ghê nha các bạn ơi, đi cách một khoảng rồi. Biển cương lá rơi thủ hạ, Đức ơi, hai nhát luôn. Rồi, có vẻ như là gọi là bạn Nét của chúng ta đã giành chiến thắng rồi, bạn ơi xin chúc mừng bạn Nét ha. Ui, bạn này chơi rất là hay nha, bạn đỉnh mấy cái chữ nè ha. Rồi nha các bạn ơi, thì bạn Nét bạn chơi hay thật nha, cho nên các bạn đừng có vào từ bạn Nét này hay làm gì bạn ơi, gọi là công kích bạn ha, tại vì bạn chơi hay thiệt nha các bạn. Tại vì quân đoàn Việt của chúng ta ngoài chúng ta gọi là bá
áo ra thì chúng ta phải lịch sự nha các bạn, không được rồi đi chửi người khác ha. Rồi ok các bạn ơi, cũng khá là vui các bạn nha. À, ngày hôm nay là muốn nổi vẹt bạn, chúng ta tập hợp chơi rất là vui. Nếu các bạn muốn chơi cùng mình thì tham gia ngay group Facebook Edi Together, fandom Edi Together nha mọi người. Còn bây giờ thì chắc tôi phải ngồi là tôi ký đường rồi là cho quân đội vẹt vàng của tôi, giờ tôi đi ngủ các bạn ơi chứ 2 giờ trưa các bạn. Ok, còn bây giờ thì dành về tất cả các bạn, chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ nha. Nhớ nó siêu, bye bye.